bạc tiền, vợ như mì gói ăn liền, trong nhà có sẵn chẳng phiền đến ai. Bồ như miếng thịt bò dai, nhìn đi hấp dẫn như nhang mỏi mồm. Vợ thì yêu cả tâm hồn và luôn chia sẻ vui buồn với ta. Bồ đi giả tạo cánh ma, hết tiền là nó tránh xa mình liền. Vợ thì ta có chủ quyền, chẳng lo tranh chấp chẳng phiền đến ai. Bồ thì chẳng phải chính quy, thằng nào nó thích chấp đi là thừa. Vợ như cô giáo ngoài giường, dạy ta học hỏi trăm đường điều hay. Bồ như một gã sai, khiến ta lầm lỗi trắng tay về già. Nói chung tất cả đều là vợ bồ cũng chỉ đàn bà giống nhau. Nói thật hẳn khác gì đâu, đừng ham cho lắm làm đau lòng người. Thiên hạ bàn tán cho rồi, cửa nhà tan nát mỗi người một nơi. Hãy bình tâm lại người ơi, đừng nên bội bạc bỏ rơi vợ nhà. Rồi, ok, dạ đó. Quá hay. Dạ đó, đặt lâu lắm, nhớ kỹ lắm rồi.